Em đâu rồi? Em của tôi đâu? Em tôi đâu? Các người dẫn em tôi đâu rồi? À, nó đi theo người bạn đó rồi. Giờ chứ đang vui vẻ đó. Ba. Chẳng phải trước giờ ba luôn thèm muốn người chị ăn hông của con sao? Hay là sau khi làm thịt người chị mới làm thịt người em đi? Con nhỏ này có đúng hiếu thảo với ba đến vậy không chứ? Ăn như thế nào? Nói nghe thử đi. Ba uống rượu đi. Alo ba hả? Sao rồi? Làm tới đâu rồi? Xong hết rồi. Bây giờ đang đợi ba tới đây nhập tiệc đây. Được, ba lập tức tới liền. Cường à, tới khách sạn đi. Đại ca đang tới đây, chúng ta đi đi. Cũng được, hai người đi trước đi. Chúng tôi đi trước, còn cô? Đương nhiên là ở lại coi phim rồi. May mắn lắm mới có thể thấy chị hai ngăn hông của tôi bị người ta hại. Tôi còn cố tình mang theo máy quay lại. Nếu không ngày mai, làm sao có phim hấp dẫn gửi cho phóng viên toàn Hồng Kông coi chứ. Anh tính tôi quen thân với anh, tôi nhất định giữ lại một cái cho anh để anh có thể thưởng thức. Cô đúng là đáng ghét thiệt. Phải đó, tôi thực sự đáng ghét lắm. Cho nên anh đừng có mít lòng tôi. Chúng ta đi trước. Nói móc vài câu đã bỏ đi, không vui chút nào. Chung Gia Bảo ơi, Chung Gia Bảo, cô đừng trách tôi. Tại cô nhất định cắn chặt tôi không buông thôi. Cái này gọi là gây trước thì hèn. Cho nên cô đừng có trách tôi làm thẳng tay với cô. Từ đầu tôi đã nói với cô đấu không lại tôi rồi. Cô cũng y như ông già quá cố của cô vậy, tự mình chuốc lấy thôi. Tôi đã nói với cô rồi, nhìn thấy tôi tốt nhất nên quay lưng chạy. Tại cô tạo cơ hội cho tôi hại chết cô thôi mà. Ở đây, cô thay nó hầu hạ ba trước đi. Trước sau con cũng thuộc về ba mà. Chọn ngày với bạn hôm nay. Thả tôi ra, cứu tôi, cứu tôi với, cứu tôi. Đừng mà, thả tôi ra, cứu tôi, cứu. Không được khóc.
Chính Chung Gia Bảo đã hại cô. Chính con khốn Chung Gia Bảo đã hại cô đó. Chung Gia Bảo mối thù này tôi nhất định bắt cô trả lại gấp 10 lần. Kỳ kỳ, tắm xong rồi hả? Nghĩ ra đi đâu ăn chưa? Để bà vẫn còn đi ăn món ngon. Con không muốn ăn, con muốn về nhà. Khoan đi đã. Qua đây coi cái này đi. Bà lấy máy của con làm gì vậy? Trả đây, trả đây. Tránh ra. Mở cái máy quay chút đồ thôi. Đừng mà, đừng mà, buông tôi ra. Ông hại tôi chưa đủ, còn quay phim tôi nữa hả? Trả cho tôi, trả đây. Tránh ra. Bà thấy cái máy để ở đây xài được, đừng có bỏ uổng. Để bà quay cho con bộ phim điện ảnh hấp dẫn nha. Bà thật sự có năng khiếu làm đạo diễn lắm đó. Những góc quay đó có tiêu chuẩn chuyên nghiệp lắm. Bộ phim này quay hấp dẫn như vậy, để bà về dựng lại rồi dự thi Kim Tượng. Nhưng mà thấy con không thấy bà, tức không? Đưa đây, trả lại máy cho tôi. Trả lại đây, trả lại. Tránh ra. Làm ơn được keo kiệt quá. Phim hấp dẫn như vậy đương nhiên phải cho thật nhiều người coi rồi, công bố rộng rãi cho mọi người cùng vui vẻ. Đừng mà, không thể công khai được đâu. Con còn muốn đạt quán quân Hoa hậu Hồng Kông. Địa vị con cực khổ gây dựng sẽ tan biến hết. Trả cho con đi mà, trả cho con đi. Lấy cái tay ra coi. Để coi từ nay con có ngoan ngoãn hay không. Ngoan, trước giờ Kỳ Kỳ ngoan lắm mà. Trước giờ Kỳ Kỳ luôn nghe lời ba nuôi mà. Con nghe lời lắm. Nè, từ nay lúc nào ba muốn vui vẻ với con thì con không được từ chối. Nếu ba không rảnh, con phải tiếp đãi bạn bè giùm ba, làm cho họ vui vẻ, ba sẽ thưởng cho con. Có phải ba muốn làm thẳng tay vậy không? Tưởng ba không biết con phản phúc cỡ nào sao? Con đâu chỉ lừa ba một lần. Ba giúp con thi Hoa hậu, đến lúc đủ lòng đủ cánh con sẽ bỏ ba. Ba chỉ mua sẵn bảo hiểm để đánh giá rủi ro thôi. Con cũng biết con người của ba rồi mà. Ba làm ăn chuyện gì cũng phải tính hiệu quả kinh tế thôi. Còn nữa, đừng giở trò trước mặt ba. Con chọc giận ba, ba lấy đĩa DVD bí mật này của con gửi hết cho phóng viên Hồng Kông. Để lúc đó con chết còn thảm hơn. Xéo. Tôi nói cho ông biết, Chung Gia Kỳ này không sợ bị ai đe dọa. Ông muốn tôi chết chứ gì? Tôi sẽ giết ông chết đầu tiên. Đừng mà. Cô Chung Gia Bảo sẽ chính thức rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Có tiềm năng lắm mà. Bởi vì cô Chung Gia Bảo vừa mới ký hợp đồng trở thành diễn viên dưới trướng của Dương Nhất Ngôn này. Bên đây, làm ơn. Anh Bàn cho bên đây. Bên đây.